Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thắp Sáng Ước Mơ, và chúng ta đã bước sang năm mới 2021. Thắp Sáng Ước Mơ cũng đã đi những hành trình mới trong năm 2021 này, và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn, chúng ta hãy đến với một hoàn cảnh hết sức khó khăn, đó là gia đình chị Triệu Thị Tuyền ở xóm Tân Lập, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai. Và với những hình ảnh mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn sau đây, Ngọc Linh tin chắc rằng sau 10 phút nữa thôi, sau phần clip giới thiệu về những hình ảnh khi chúng tôi đi khảo sát, thì chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ có những cảm xúc rất khó tả. Ngôi nhà nhỏ của chị Triệu Thị Tuyền nằm treo leo đơn độc trên một khu đất giáp với huyện Na Rì của tỉnh Bắc Cạn, mà ekip thực hiện chương trình đã phải đi cả nửa ngày và tăng bo rất nhiều lượt mới tới được ngôi nhà của ba mẹ con chị. Hằng ngày thì em đi làm nương, làm giấy, rồi đi làm mướn, cùng đi làm cỏ giúp người ta để kiếm tiền cho con đi học. Con của em thì em và con em thì ngày thì chỉ có ăn rau với bát cơm, có những hôm còn không có rau để ăn nữa. Sức khỏe yếu, chồng mới mất càng khiến người phụ nữ bé nhỏ và yếu ớt như chị Tuyền muốn khuỵu xuống. Nếu không vì hai đứa con, chắc chị cũng chả biết nương tựa và đặt niềm tin vào đâu để tiếp tục cuộc sống. Em nghĩ là không có chồng nhưng em vẫn sẽ cố gắng nuôi chăm các con ăn học. Bố mẹ em thì cũng khuyên em là cố gắng để cho các con được bằng bạn bè, giúp các con được đi học. Rồi vì em là người luôn ốm đau bệnh tật thì em cũng chưa dám nghĩ đến những cái được bớt đi khó khăn và được vươn lên. Nhà xa trung tâm, đường xá đi lại khó khăn càng khiến cuộc sống của chị và hai đứa con thêm vất vả. Đây ngồi này con. Này, con ngồi bên này này. Hôm nay các con đi học như thế nào? Được. Có được cô khen không? Được. Thế con được cô khen không? Được. Con có học được không? Được. Con còn thích đi học không? Thích. Đi đến lớp chơi với các bạn không? Thích. Thế còn con? Con chơi với các bạn. Muốn đi học không? Muốn. Thế hôm nay về bộ có mệt không? Mệt. Hôm nay nhà mình không có cái gì ăn nhá. Mình ăn dây lang nhá. Nhà mẹ luộc ngọn dây lang về các con ăn cùng mẹ nhá. Nhiều năm liền, các cấp chính quyền, bà con hàng xóm xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai thường xuyên tới thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình chị Tuyền, mong chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục nuôi dạy, chăm sóc các con. Trẻ con vừa đi học về em. Ngày thì hai cháu có giúp được gì cho chị? Đứa lớn này thì về lúc về thì giúp mẹ nấu cơm và nấu rau được, còn bé thì vẫn chưa biết làm gì. Hồi lớn về có hôm về còn giúp mẹ giặt quần áo lúc mẹ vắng nhà, cơm nước đợi mẹ về rồi cùng nhau ăn. Hai cháu lớn này học lớp 4, bé còn em là học lớp 1.
Nên hàng ngày là mẹ đưa đi học hay là dạ. các cháu khác đi học? Dạ, ngày thì em đưa đi, đi thì em đưa đi bộ, đi xa. Trường không cách xa. Trường có xa đây không? Dạ, trường trường cách đây 8 cây ạ. Có những hôm đi học về học một buổi thì hai chị em tự về, về đến nhà thì cũng tối rồi. Chị có cần hỗ trợ gì không ạ? Dạ, em mong rằng được các cấp chính quyền được hỗ trợ là được làm cái ngôi nhà và được cho các con đi học. Ở chỗ chú mưa chú nắng nhỉ? Ở này có bị dột không chị? Nhà cửa? Có ạ, như thế này vẫn, nếu mưa to thì vẫn bị ướt hết nhà. Có bị ướt là ướt hết nhà? Vâng. Bị hắt vào. Hắt à? Nó bị hắt hay là nó dột? Hắt vào, hắt hai bên này vào, ở bên trên nóc thì là bị dột. À, chỗ kia thì chắc là vẫn đấy. Tối mà mấy mẹ con ngủ mà mưa ướt thì làm nào? Là em lấy bạt về che qua bên trên để cho các con ngủ. Lấy bạt che trên này được ạ? Vâng. Phải chắn lên. Chắn lên. Chắn. Vâng. Hoặc là lấy cây đè lên bạt xuống, hoặc là gió thì nó không bị hất nữa thì các con mới được có chỗ ngủ. Bên xã và xóm cũng đã đến và hộ gia đình chị ấy làm nhà. Trước cái nhà nó bé toàn là sắp đổ rồi, cột các thứ nó nghiêng hết rồi. Đấy, là nhà này thì chỉ ở tạm. Chỉ ở tạm thôi. Xóm với xã thực hiện chương trình hỗ trợ vận động nhân dân, đấy, hỗ trợ nhà chị Tuyền để dựng lên ngôi nhà bây giờ để ở tạm. Với cái hộ nghèo như nhà chị Tuyền thì đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai thì sẽ hỗ trợ cho chị theo như cái quy chế quản lý sử dụng quỹ của người nghèo của huyện. Thì huyện sẽ hỗ trợ cho chị là 30 triệu nếu như mà chị làm nhà. Còn nếu như mà hỗ trợ sản xuất ý, thì sẽ đơn vị sẽ phối hợp với lại bên hội chữ thập đỏ để xem có những cái chương trình để phù hợp với sức khỏe của chị. Em mong là được các nhà tài trợ trợ giúp cho em được làm ngôi nhà và được cho các con em được ăn học. Em cũng có muốn đi làm nhưng nếu em đi rồi thì các con của em không ở với ai được. Lúc em mang thai sinh con thì bác sĩ cũng có cân nhắc là mình bị bệnh tim thì nên là cách sinh thì cách nhau thì phải nhiều năm một chút. Nhưng lỡ có rồi thì mình cũng sinh luôn, thì lúc đấy mình chỉ sinh mổ chứ không có tự sinh thường được. Lúc đấy em còn ốm đau và nằm liệt giường tại nhà vì lúc mang bầu không đi đâu được, chỉ cần đứng đi và đi vài bước, khi quay vào thì chỉ có bò đi chứ không đi được. Nhìn thấy con của mình được chào đời khỏe mạnh, không bị như bản thân mình bị ốm đau bệnh tật, nhưng cũng lo cho các con vì nhà nghèo không có cái gì ăn, lo cho các con, không sợ các con không được bằng bạn bè, không được đi học. Quý vị và các bạn thân mến, với những hình ảnh vừa rồi, những lời tâm sự vừa rồi của chị Triệu Thị Tuyền chuyển tới quý vị, thì Ngọc Linh tin chắc rằng quý vị cũng như Ngọc Linh lúc này đang có rất nhiều cảm xúc. Một con người nhỏ bé như vậy, sức khỏe lại yếu như vậy, thế nhưng chị Triệu Thị Tuyền chưa lúc nào ngừng khao khát được làm mẹ, chưa lúc nào ngừng khao khát được sống hạnh phúc như những người phụ nữ khác.
Vậy với hoàn cảnh của gia đình chị Triệu Thị Tuyền, chúng tôi sẽ kêu gọi các mạnh thường quân, kêu gọi các đơn vị tài trợ, hỗ trợ cho gia đình chị như thế nào, và chúng tôi sẽ bằng cách nào để quay trở lại nhà chị Triệu Thị Tuyền, trong khi quãng hành trình để đến với nhà chị Tuyền chúng tôi phải mất đến 4 tiếng đồng hồ, vừa đi bộ và vừa tăng bo bằng các loại phương tiện. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục hành trình của Thắp Sáng Ước Mơ ngày hôm nay. Khi trở lại xóm Tân Lập thì con đường đến với nhà chị Tuyền đã không thể di chuyển. Ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay lại có thêm rất nhiều phần quà từ các mạnh thường quân và các nhà tài trợ đến giúp đỡ và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình chị Tuyền. Thế nên, điểm được chọn để trao hỗ trợ và giúp chị Tuyền nhận được nhiều sự giúp đỡ của các mạnh thường quân đó chính là Ủy ban Nhân dân xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì là một ngày có lẽ là có rất nhiều cảm xúc đối với những thành viên ở trong nhóm thiện nguyện Lion, bởi vì rõ ràng là ngày hôm nay đến trao những phần quà, những số tiền hỗ trợ dành cho gia đình chị Triệu Thị Tuyền ở xóm Tân Lập, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai thì khác xa với lại cái hành trình chúng ta đến khảo sát với gia đình chị Triệu Thị Tuyền, đúng không ạ? Anh Thiết là một trong những thành viên mà ngày hôm đấy có mặt ở trong buổi khảo sát, thì anh thấy là cái quãng đường, cái hành trình mà chúng ta đến với gia đình chị Triệu Thị Tuyền như thế nào ạ? Thời gian trước thì Thiết cùng với các thành viên trong nhóm Lion Team Thái Nguyên đi khảo sát đến nhà chị Triệu Thị Tuyền. Thì thực sự là đến quãng đường đến nhà chị Tuyền thì vô cùng gian nan và khó khăn. Chúng tôi phải đi một quãng đường khoảng hơn 10 cây số, đường rất chi là gồng ghềnh, nhiều ổ gà, sau đó lại phải tăng bo bằng đi xe máy khoảng hơn 3 cây số đường rừng núi. Mình cũng không tưởng tượng là có một con đường nào nó bé nhỏ và nó khó khăn như thế. Nhưng mà từ khi vào nhà chị Tuyền thì thực sự là chứng kiến được hoàn cảnh chị Tuyền là vô cùng khó khăn, và tại sao xã hội bây giờ vẫn còn tồn tại những hoàn cảnh khó khăn như thế. Và qua những cái buổi đó thì là mình đã kêu gọi các thành viên trong tỉnh Thái Nguyên cùng chung tay hỗ trợ giúp đỡ để vực lại cái kinh tế của gia đình chị Tuyền, vì thực ra nhà chị Tuyền thì chồng cũng đã mất, hiện tại cùng chị còn 2 con vẫn còn đang đi học. Thì bằng một những tấm lòng hảo tâm của nhóm Lion Team Thái Nguyên muốn hỗ trợ một phần nào đó để nâng vực cái hoàn cảnh của chị Tuyền lên, gia đình của chị có thể là có những bữa ăn ngon hơn, các cháu có thể đi học cùng các trang lứa bạn bè và quần áo ấm hơn. Như vậy là chúng ta có rất nhiều những cảm xúc khi đến với gia đình chị Triệu Thị Tuyền trong hành trình khảo sát và trong cái ngày trao quà ngày hôm nay, đúng không ạ? Linh Giang cũng rất là bất ngờ về cái con đường mà đến với gia đình chị Triệu Thị Tuyền, và chúng ta cũng hy vọng rằng là cái con đường đến nó sẽ bớt khó khăn hơn, cũng như là cái hành trình mà vươn lên thoát nghèo với gia đình chị Triệu Thị Tuyền sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta có những tấm lòng vàng, có những sự chung tay góp sức của cộng đồng mạng, đúng không ạ? Và đặc biệt là với các thành viên của nhóm thiện nguyện Lion. Và ngày hôm nay chị Triệu Thị Tuyền thân mến, các thành viên của nhóm thiện nguyện Lion đã vượt một quãng đường cũng khá xa. Tuy rằng là ngày hôm nay không xa bằng hôm trước, nhưng họ đều đến với tấm lòng nhiệt tình và sự thương cảm, cũng như là hy vọng sẽ giúp đỡ gia đình chị có thể vươn lên thoát nghèo, và hy vọng là ba mẹ con sẽ có một cuộc sống sung túc hơn. Và ngày hôm nay thì nhóm Lion sẽ dành tặng gia đình chị tổng số tiền quà tặng là 14 triệu đồng, trong đó thì sẽ có 10 triệu tiền mặt và 4 triệu là quà tặng với những nhu yếu phẩm thiết yếu cho ba mẹ con trong mùa đông tới. Và bây giờ thì Linh Giang xin mời đại diện của nhóm Lion các bạn sẽ dành tặng phần quà này cho gia đình chị Tuyền. Em mời anh. Nhóm thiện nguyện nhóm Lion Team Thái Nguyên có những tấm lòng nhỏ, thì hy vọng là chị và các cháu sẽ có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống, các cháu đi học ngoan. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi những hình ảnh
mà ekip thực hiện chương trình Thắp Sáng Ước Mơ ghi lại được tại hộ gia đình của chị Triệu Thị Tuyền ở xóm Tân Lập, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai được chúng tôi gửi đến khán giả thì đã có rất rất nhiều những tấm lòng hảo tâm, những tấm lòng vàng muốn đồng hành và muốn cùng với gia đình chị Triệu Thị Tuyền có thể vượt qua được khó khăn. Thế nhưng ngày hôm nay khi mà chúng tôi đến với gia đình chị Triệu Thị Tuyền thì thực sự là chúng tôi không thể tiếp cận được một lần nữa với gia đình chị Tuyền, bởi vì quãng đường hành trình mà chúng tôi đến với gia đình chị Triệu Thị Tuyền gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì với những cơn mưa vừa qua thì đoạn đường đến với gia đình nhà chị Triệu Thị Tuyền đã bị sạt lở. Và cái quá trình mà chúng tôi đến gia đình chị để khảo sát thì ekip thực hiện chương trình Thắp Sáng Ước Mơ phải vượt qua một quãng đường và với khoảng thời gian là 4 tiếng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay ekip thực hiện chương trình Thắp Sáng Ước Mơ cùng với những tấm lòng hảo tâm đã phải mượn địa điểm đó là sân của nhà văn hóa xã Sảng Mộc để những tấm lòng hảo tâm có thể gặp gỡ với gia đình chị Triệu Thị Tuyền và trao những phần quà. Và đến với buổi trao quà ngày hôm nay thì Linh Giang xin được trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đàm Quang Tuyến là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hữu Nhân là Phó Giám đốc của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Về phía đại biểu huyện thì Linh Giang xin được giới thiệu có bà Bùi Thị Sen là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, và ông Dương Văn Ngoan, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai cùng với rất rất nhiều những tấm lòng hảo tâm ngày hôm nay đã có mặt. Và chị Tuyền thân mến, khi mà ngày hôm nay chúng ta có mặt trong buổi trao quà tại một địa điểm rất đặc biệt, đó là nhà văn hóa của xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, thì ba mẹ con đã phải di chuyển từ mấy giờ ở nhà đi đến đây ạ? Dạ, ba mẹ con là phải đi từ lúc 12 giờ, 12 giờ trưa. 12 giờ trưa thì đi bao lâu thì mới đến được nhà văn hóa của xã Sảng Mộc ạ? Dạ, phải đi 3 tiếng. 3 tiếng đồng hồ. Vâng. Một hành trình cũng rất dài đúng không ạ? À, vậy thì cảm xúc của chị ngày hôm nay như thế nào khi mà đến đây và thấy rằng là có rất nhiều những tấm lòng hảo tâm muốn đồng hành, muốn giúp đỡ gia đình mình có thể vượt qua khó khăn, thì cảm xúc của chị ngay lúc này như thế nào? Dạ, em rất cảm động và rất vui khi đến đây và có rất nhiều người muốn chia sẻ khó khăn và giúp đỡ cho gia đình của ba mẹ con. Như vậy thì ba mẹ con sẽ phải mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, bởi vì bên cạnh mình vẫn luôn luôn có những tấm lòng hảo tâm, những tấm lòng vàng sẵn sàng san sẻ, sẵn sàng đồng hành cùng với mình, chị Tuyến nhé. Và bây giờ sẽ là những phần quà mà những tấm lòng hảo tâm dành tặng gia đình mình. Đầu tiên sẽ là phần quà đến từ Spa Phương Tuyến ở huyện Đại Từ. Đây cũng là một trong những thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện Lion sẽ có một phần quà dành cho gia đình nhà mình chị nhé. Chị tôi là Spa Phương Tuyến, thì qua cái lễ ân tin này tôi cũng được biết là hoàn cảnh gia đình nhà chị cũng có một hoàn cảnh khó khăn. Tôi có một chút quà để san sẻ với chị qua những cái hoàn cảnh khó khăn như này. Tôi rất mong là ba mẹ con sẽ vượt qua những cái nỗi khó khăn trước mắt. Hy vọng sau này mình sẽ có những cuộc sống gọi là tốt hơn. Ba mẹ con luôn luôn khỏe mạnh. Vâng, trước khi đến với phần quà của Spa Phương Tuyến thì các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Lion đã dành một phần quà rất lớn cho gia đình chị Tuyền, đó chính là số tiền 10 triệu đồng và 4 triệu đồng là những vật dụng thiết yếu dùng trong mùa đông đúng không ạ? Và những tấm lòng vàng như chị trong team thiện nguyện Lion thì chắc chắn sẽ lan tỏa thêm nhiều những hành động nhân văn và sẽ tiếp sức cho gia đình chị Tuyền có thể vươn lên thoát nghèo đúng không ạ? Và bây giờ sẽ là một phần quà đến từ huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai. Đây con đứng đây. Vâng, xin được cảm ơn những tình cảm mà huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai đã dành cho gia đình của chị Tuyền. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây sẽ là một phần quà đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, đó chính là một chiếc TV Samsung 32 inch. Và Linh Giang xin trân trọng kính mời đồng chí Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, và đồng chí Lê Hữu Nhân, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ thay mặt cho công ty dành tặng món quà này đến với gia đình chị Triệu Thị Tuyền. Vâng, và phần quà lớn nhất, phần quà mà Linh Giang nghĩ rằng sẽ có ý nghĩa quan trọng với gia đình chị Tuyền để gia đình chị có thể xây dựng một căn nhà mới, đó chính là một phần quà đến từ công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng. Và Linh Giang xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Yến là thường trực đảng ủy, bí thư đoàn thanh niên của công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG sẽ lên trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình chị Triệu Thị Tuyền.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những manh áo ấm, không chỉ là những món quà mà ngày hôm nay ekip thực hiện chương trình Thắp Sáng Ước Mơ cùng với những tấm lòng vàng gửi đến cho gia đình chị Triệu Thị Tuyền ở xóm Tân Lập, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai với số tiền hỗ trợ lên đến 70 triệu đồng. Nhưng Linh Giang nghĩ rằng là ý nghĩa quan trọng nhất của hành trình Thắp Sáng Ước Mơ đó chính là trao cho những nhân vật của chương trình Thắp Sáng Ước Mơ những niềm tin, những hy vọng và sự đồng hành của những tấm lòng vàng. Và Linh Giang chắc chắn rằng là chúng ta sẽ gặp lại gia đình chị Triệu Thị Tuyền vào một ngày gần nhất với một ngôi nhà khang trang. Và Linh Giang hy vọng là chị sẽ có thêm thật nhiều nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và đó cũng chính là mong muốn, đó cũng chính là nghị lực mà chúng tôi tiếp thêm cho mỗi nhân vật trong chương trình Thắp Sáng Ước Mơ. Và đến đây thì hành trình Thắp Sáng Ước Mơ của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Với những cái chương trình Thắp Sáng Ước Mơ như thế này thì chúng tôi cảm thấy là rất là ý nghĩa, được góp một phần nhỏ bé công sức của cán bộ công nhân viên cổ phần đầu tư và thương mại Tin Di để chung tay với tỉnh tham gia công tác từ thiện xã hội. Thì tôi thấy là chương trình này rất là ý nghĩa, và đến với những cái hoàn cảnh khó khăn như trong tỉnh thì chúng tôi thật sự là hết sức là xúc động. Và cũng mong muốn là có một phần hỗ trợ nhỏ để cùng với tỉnh để nâng cao cái đời sống chất lượng của người dân, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị đã cùng chúng tôi trải qua những cảm xúc trong hành trình Thắp Sáng Ước Mơ ngày hôm nay. Và đây cũng là số đầu tiên của năm 2021. Chúng tôi hy vọng rằng sau một năm mới, chúng ta sẽ có thêm nhiều hành trình yêu thương, nhiều hành trình để làm tươi mới cho những hoàn cảnh khó khăn. Những ngôi nhà mới sẽ được xây dựng, niềm hạnh phúc mới sẽ được nhân lên. Và tới đây thì chương trình Thắp Sáng Ước Mơ xin được tạm dừng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào tối thứ Bảy của tuần 1 và tuần 3 hàng tháng trên kênh TN1 lúc 21:35. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.